Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu giày len cho bé Ở phần cổ giày thì mình có viền lại một cái đường viền màu trắng ở đây Phía trước của giày thì có làm một cái dây quay ngang, có trang trí hai cái hạt nút Ở mặt sau của đế thì mình có dán một lớp đế xốp chống trơn cho bé tập đi Đây, mẫu giày như thế này Thì dụng cụ gồm có len miêu Kim móc mình sử dụng kim móc hai đầu số 4 Kéo cắt len hai hạt nút dùng để trang trí cái phần dây quay ngang và một lớp đế xốp ở đây mình đã cắt sẵn bây giờ mình sẽ tiến hành dùng màu nâu để móc cái phần thân giày thì ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế giày len cho bé như thế này ở clip trước thì mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này thì mình có để link ở phần mô tả các bạn nhấp vào link bên dưới tham khảo nha bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân ở phía trên của giày và cái phần dây quay ngang ở đây Đối với mẫu giày này mình có dán đế cho nên mình sẽ để cái mặt trái của giày ở phía dưới Ở cái điểm cuối cùng của mặt đế khi móc xong cái phần mặt đế á Cái điểm cuối cùng này các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc bên cạnh này Đây, móc vào chân móc này một mũi dời Móc lên hai mũi móc xích Quay ngược đầu móc lại Ta đưa cái mặt phải của đế, đưa cái mặt phải lên phía trên như thế này ở cái hàng móc đầu tiên đây là hàng móc đầu tiên nè mỗi chân móc nó có hai cái đường móc hai cái đường móc này các bạn móc cho mình vào cái đường móc ở phía trong đó. tất cả các cái mũi móc đều móc cho mình vào cái đường ở phía trong cái chân đầu tiên này nè cũng móc cho mình vào cái chân ở phía trong này móc cho mình vào đây một mũi nửa kép chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép và cũng móc vào cái chân ở phía trong chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và cũng móc vào cái chân ở phía trong thì sau khi móc các cái mũi nửa kép đến cuối hàng tiếp tục móc vào cái chân móc đầu tiên phía bên này móc vào đây một mũi dời móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn, chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn, làm tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, móc cho mình các cái mũi kép đơn cho đến cái đầu phía bên này, đây, ở phần mặt đế, đây là cái chân móc hai mũi trộm đầu tiên nè, hai mũi trộm đầu tiên tính từ đây qua hai mũi trộm đầu tiên nè của cái phần 7 mũi trộm ở phía dưới á Các bạn đo lên cho mình cái chân móc đầu tiên của cái cụm này nè Đo lên, đo thẳng hàng cái chân móc này Ta đánh dấu vào cái chân móc này Các bạn móc cho mình các cái mũi nửa kép đến cái chân móc kế bên cái chân móc mà mình đánh dấu á Đây Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Móc cho đến cái điểm mà mình đánh dấu Thì sau khi móc các cái mũi kép đơn đến chân móc mà mình đánh dấu á thì đây, đây là cái chân móc thẳng hàng với cái chân móc hai mũi móc cùng chân ở phía dưới á. Đây, hai mũi móc cùng chân này. Đây là chân móc thẳng hàng. Thì hai chân móc này, chân móc này và chân kế bên này các bạn chụm lại cho mình thành một chân. Lấy len đâm kim vào chân móc đầu tiên, sau đó móc và kéo len qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục lấy len, đâm kim vào chân kế bên. Móc và kéo len qua chân móc, móc và kéo len qua hai chân móc trên kim. Khi chân kim được 3 mũi móc thì tiến hành kéo len qua hết chân móc chân kim. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên này một mũi kép đơn. Hai chân móc kế bên này, hai chân móc này các bạn chụm lại cho mình thành một chân, cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Đâm kim vào chân kế bên. Khi chân kim được 3 mũi móc thì tiến hành kéo len qua hết chân móc chân kim. Sau đó móc vào cái chân kế bên này một mũi kép đơn. Như vậy là ở đây mình đã móc được các cái mũi chụm, xen kẽ với nhau là một mũi kép đơn như thế này đây làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi ta được 7 mũi chụm xen kẽ một mũi kép đơn tiếp tục hai chân móc kế bên này các bạn cũng chụm lại cho mình thành một chân cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim chân kế bên móc một mũi kép đơn và làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi ta được 7 mũi chụm xen kẽ Thì sau khi móc được 7 mũi trộm xen kẽ với nhau làm một mũi kép đơn thì ở cái mũi trộm cuối cùng, cái mũi trộm thứ bảy á là cái mũi thẳng hàng với hai chân móc cùng chân ở mặt đế đây nè. Đây, thẳng hàng như thế này. Tiếp tục móc vào cái chân kế bên này một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến cuối hàng tiếp tục móc vào cái chân móc bên cạnh này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc này đây là cái chân móc mũi chậm đầu tiên của cái hàng thứ hai nè đây các bạn móc đến cho mình cái chân móc sát cái chân móc mũi chậm này đây là chân mũi chậm nè móc đến cái chân móc sát cái chân mũi chậm này nha mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì ở cái chân móc mũi chậm đầu tiên của cái hàng thứ hai á đây đây là cái mũi chậm đầu tiên đây là cái mũi kép đơn nè hai chân móc này hai chân móc này các bạn chụm lại cho mình thành một chân cũng lấy len đâm kim vào chân móc đầu tiên móc và kéo len qua chân móc móc và kéo len qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy len đâm kim vào chân kế bên móc và kéo len qua chân móc móc và kéo len qua hai chân móc trên kim sau khi trên kim được 3 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim chân mũi chụm kế bên và cái chân móc kế tiếp cũng chụm lại cho mình hai chân móc này thành một chân Tương tự, hai chân móc kế bên cũng là cái chân móc của mũi chậm và cái mũi kép đơn sát bên á, cũng chậm lại cho mình thành một chân. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi ta được 7 mũi chậm liên tiếp. Cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim và làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi ta được 7 mũi chậm liên tiếp. thì sau khi móc 7 mũi chậm liên tiếp với nhau thì cái mũi chậm cuối cùng này cũng là cái mũi móc chụm chân của cái mũi chậm phía dưới và cái mũi kép đơn kế bên đây tiếp tục móc vào chân móc kế bên này một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến cuối hàng tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này một mũi dời, móc tiếp lên hai mũi móc xích, móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn, chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn, chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn, làm tương tự cho các chân móc còn lại. ở cái chân móc mũi chụm đầu tiên của hàng thứ ba, đây, đây là chân móc mũi chụm đầu tiên của hàng thứ ba nè, hai cái chân móc kế bên này nè. Các bạn cũng chưa ra cho mình hai cái chân móc kế bên này, Và móc vào cái chân móc kế bên thứ ba. Đây, móc đến cái chân móc kế bên thứ ba này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở hai cái chân móc kế bên cái mũi chụm này nè, hai cái chân móc này các bạn chụm lại cho mình thành một chân. Cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim tiếp tục hai chân móc mũi trộm kế bên này nè hai chân móc này các bạn trộm lại cho mình thành một chân cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim hai chân móc kế bên này cũng trộm lại thành một chân cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi ta được 6 mũi chậm liên tiếp cũng móc cho mình lấy len đâm kim vào hai chân móc kế bên sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim và làm tương tự cho các cái chân móc còn lại móc tương tự cho đến khi ta được 6 mũi chậm liên tiếp sau khi được 6 mũi chậm liên tiếp với nhau tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này một mũi kép đơn Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào chân móc kế bên này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và các len. Tiến hành giấu cái sợi len thừa này vào trong mũi móc. Sau khi giấu len vào trong mũi móc thì cái phần thân dây ta được bốn hàng móc, bốn hàng móc ở đây. Cái phần đỉnh dây nó đã có cái độ bo lại như thế này, đây, bo lại. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền cái phần màu trắng ở đây. Thì đối với cái phần viền này mình sẽ bắt đầu móc từ cái phần đỉnh dây để cho khi mà ta đưa cái phần dây qua ngang vào á, đưa cái phần dây qua ngang này nó sẽ che đi cái phần mình giấu len ở đây. Các bạn chọn cho mình một điểm bất kỳ ở phần đỉnh dây. Đây, chọn một điểm bất kỳ. Sau đó đưa cái sợi len màu trắng ra phía sau mũi móc móc và kéo len qua chân móc móc vào cái chân móc kế bên á đây móc vào chân móc kế bên này cho mình một mũi dời chân móc kế tiếp cũng móc cho mình một mũi dời chân móc bên cạnh cũng móc một mũi dời chân kế bên cũng móc một mũi dời thì cái phần viền ở cổ dây ta đã tạo được các cái mũi giờ như thế này tiếp tục các bạn làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến cái điểm phía bên này mỗi chân móc móc cho mình một mũi dời vào mỗi chân móc sau khi móc các cái mũi dời đến cuối hàng thì ở cái chân móc cuối cùng á cái chân móc đầu tiên mà mình gây nên cái hàng màu trắng này cũng là cái chân móc cuối cùng mình móc vào các bạn cũng móc vào đây cho mình một mũi dời sau đó kéo và cắt len đối với cái sợi len thừa này nè các bạn không móc lên một mũi móc xích nè các bạn cắt len cho mình sau đó ta đưa kim đâm vào cái chân móc kế bên đâm vào chính giữa của hai cái đường móc của cái chân móc kế bên này nè đây đâm vào chính giữa sau đó kéo sợi len ra phía sau mũi móc thì cái phần viền mình đã hoàn tất như thế này ta tiến hành giấu cái sợi len thừa vào trong mũi móc thì cái phần thân dài mình đã hoàn thành được cái form như thế này đây bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần dây quay ngang ở sợi dây màu nâu này cũng tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút từ nút này móc lên cho mình 11 mũi móc xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và 11. Sau khi móc được 11 mũi móc thì tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Và móc vào cái chân móc thứ 11 một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng thì ở chân móc cuối cùng á, cái chân móc này các bạn cũng móc thêm cho mình 6 mũi kép đơn nữa. 1 2 3 4 5 và 6. Thì ở cái chân móc cuối cùng này mình sẽ được tổng cộng là 7 mũi móc. Tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên, đây, móc vào cái chân móc kế bên này một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì sau khi móc đến cuối hàng ở cái chân móc cuối cùng này ta đã được hai chân móc là cái chân móc mình gây nên đầu tiên và cái chân móc cuối cùng mà mình móc này thì tiếp tục móc vào đây cho mình thêm 5 mũi kép đơn nữa để thành 7 mũi kép đơn ở chân móc này 1 2 3 4 và 5 sau khi móc được 5 mũi kép đơn thì tiếp tục móc vào cái chân móc đầu tiên này, móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo vào các len. Tiến hành giấu cái sợi len thừa này ra phía sau mũi móc. Các bạn có thể dùng keo nến hoặc là kim khâu để khâu cái phần dây quay ngang này vào cái phần đỉnh dây và khâu luôn cho mình hai cái hạt nút vào hai bên cái phần thân dây. Các bạn dùng keo nến để dán cái phần mặt đế xốp này vào trong cái mặt đế dày len. Thì đối với cái đế xốp này, khi các bạn móc cái phần mặt đế dày len xong, các bạn ướm cho mình cái mặt đế này vào trong cái đế xốp và vẽ cho mình một cái khuôn. Khi cắt thì các bạn cắt bo thêm một đường ở phía trong để ta phân biệt được chiếc trái và chiếc phải. Cái chiếc trái và chiếc phải cắt bo lại như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành dán cái mặt đế xốp và mặt đế dày len. Sau khi khâu nút và cái phần dây quay ngang vào đỉnh giày, dán cái lớp đế xốp vào mặt đế giày len. Thì ở đây ta đã phân biệt được chiếc trái phải ở cái phần bo giữa của đế giày, đây, bo lại ở góc bên trong, bo lại như thế này. Thì mình đã hoàn thành được một mẫu giày len cho bé xinh xắn như thế này. Đây, chúc các bạn thành công.